Bố ngắm đôi chân bé nhỏ của tôi thật lâu, và lần đầu tiên ông ấy bật khóc. Khi ấy gia đình người ta cũng rơi vào đường cùng, mà dồn họ đến vực thẳm thì nhà mình còn tàn bạo hơn những điều mà người ấy đã gây ra với con. Bố cũng dằn vặt với gia đình bỗng chốc như thế. Thật ra con vẫn chưa hiểu được những nỗi đau dằn vặt sau những lần im lặng, những cái nhìn xa xăm và những gánh nặng của một người bố. Thế nhưng những lựa chọn năm ấy của bố là thứ con phải trăn trở những lúc muốn buông tay. Để con thôi dằn vặt mình vào vị trí nạn nhân và bắt người khác phải chịu trách nhiệm. Con tha thứ cho họ và cũng tha thứ cho chính mình. Con thôi đòi hỏi và tìm kiếm đôi chân. Con đi tìm hạnh phúc ở chính đôi chân teo này. Và có lẽ trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ?